Hello, xin chào các bạn nhé. Đây là ngã tư đèn xanh đèn đỏ Trần Bình giao với Nguyễn Hoàng này. Thì phía bên các bạn nhìn thấy vàng vàng kia không? Đấy là văn phòng Hà Sơn Hải Vân nhé. Đây. Đấy. Bên này là quầy hàng, còn bên kia là bên 270 này là quầy vé nhé các bạn nhé. Đây. Các bạn nhìn thấy. Đấy. Thì mọi người ai đi ra đây đều có thể đi được Lào Cai, và ở trên tầng 2 này thì có phục vụ đồ ăn nhẹ miễn phí cho các bạn đi xe nhanh và đi xe khoang nhé. Mọi người đi xe nhanh và đi xe khoang và mua vé sẽ được lên trên tầng 2 có phòng chờ VIP luôn. Chắc là ngày mai, chiều nay mình về mình sẽ quay cái phòng VIP đi cho các bạn xem, để mình hỏi xem có phải người quen mình, người làm cùng đợt trước cùng bộ phận với mình lên làm phòng VIP đấy không, thì mình lên quay thì nó sẽ được tự nhiên hơn các bạn ạ, cho các bạn xem. Còn bây giờ thì mình sẽ đi vào bến xe với Đình nhé. Thì mình đi qua cổng Mộc Vác thôi, thì mặc áo của công ty thì sẽ được ưu tiên đi thẳng vào trong, không cần phải tắc đường rồi. Sáng sớm xe về khá là đông các bạn. Mọi người đi thì không được mang xe máy vào đây, đi không mang được, nhưng mà phải mất phí, hình như là 10.000 sao, 5.000 hay 10.000 gì đấy. Còn mình thì bye bye, đi thẳng thôi. Đấy, xe mình đi này. Đến biển 24B00638, đỗ ở đây xong rồi tí nó lên trên lốt thôi các bạn ạ. Bây giờ mình đi mở cửa lổ máy, xong rồi tí nó đợi anh lái xe ra đánh lên trên kia thôi. Thì bây giờ mình đi đóng lệnh. Lệnh thì nó giống như kiểu một cái tờ cấp phép để cho các bạn đi, không phải xe dù, xe hợp đồng ấy, kiểu dạng như thế. Kẹt cửa rồi. Đấy, bạch phát. Mở cửa ra. Cái xe này xe đời cũ các bạn, đời từ ngày xưa. Mình nhớ không nhầm thì 638 là đăng ký 2016 thì phải. Đầu 7 thì biển mấy con 756, 765 gì đấy. Ninh nhiều lắm. Thường ngày trước công ty mua về nhập lô tầm 5, 6, 7 con luôn. Nổ máy các bạn nhé. Lâu quá rồi, già rồi lấy hơi, đỗ một lúc rồi hết hơi, bật điều hòa luôn. Bật cái đĩa lên. Ok. Ông giấu giấy tờ đâu? Cất đi đâu ấy? Chịu chết. Vứt giấy tờ xe đi đâu? Đi mở lệnh ở trong bến này thì phải có giấy tờ xe, có bằng lái xe. Còn một số bến như kiểu là ngày trước mình đi ở bến Yên Nghĩa, rồi bến Yên Nghĩa với bến Sapa ấy, thì không cần đâu các bạn ạ. Cứ vào đọc biển số xe này thì thường là quen hết rồi, cố định lái xe nào đi xe đấy ấy, thì không cần. Dưới này là phức tạp lắm các bạn, Mỹ Đình là cái nơi kinh khủng luôn các bạn, không tưởng tượng. Nó giống như kiểu là giấy tờ anh vứt đâu đấy, có đâu. Đến xe buổi đêm. Buổi đêm về đỗ hết đây các bạn đấy. 002 mai lên đây rồi. Buổi sáng sớm thì chỉ có mấy con này thôi các bạn ạ, bởi vì xe không chưa lên trên lốt đâu. Hello. Xe mình đi 6:30 không? Vâng đúng rồi anh ạ. Anh chờ tí, ngồi ghế chờ tí. Ok. Vâng. Anh ngồi ở ghế nhựa chờ tí. Đây.
Vâng đúng rồi anh ơi. Xe nào sớm hơn không? Không ạ, 6 rưỡi, bây giờ 6 giờ 5 rồi. Rồi cho đi phút. Chú ra ghế kia ngồi chờ cháu tí nhé. Khoảng 6 giờ 15 thì đến lên xe, bây giờ mới 6 giờ đấy. Anh gửi xe máy về Lào Cai đó đúng không? Ngoài kia người ta hút xăng chưa nhở? Không không, anh lưng bên này đâu. Cái đầu đấy kệ em. Đấy, lưng. Cho nó nhấc nó lên trên đấy được. Ôi đừng cầm vào đấy, xoay vào tay. Hết cỡ rồi các bạn. Cháu mượn cái vé. Số 4 tầng 2 sau lái cô ơi. Giường số 4, 1, 2, 3, 4 trên tầng 2. Cô đếm hộ cháu đi. Sao to này, sao là tầng 2 à? Tầng 1 hết vé rồi ạ, tầng 1 thì còn cuối cùng ấy, cô có nằm không ạ? Số 4 tầng 1 bên cửa lên chị ơi, A14. Đi thẳng vào trong giường số 4. Đây đây, bỏ vào đây hộ cháu đi. Vé nhà mình đâu rồi? Đây đây đây. Đây bà cầm dép rồi. Về 98 đúng không ạ? Về 98 đấy. Về chỗ chạm nghỉ đấy. Thôi, toàn vé tầng 2 này. Ông bà xuống cuối tầng 1 nằm đúng không ạ? Chứ không để hai vé này trên tầng 2 hết. Sao bà lại đưa về toàn tầng 2 nhỉ? À tầng 1 người ta đặt vé từ hôm qua hết rồi đúng không ạ? Vâng. Ông bà xuống tận cuối xe tầng 1 hộ cháu với. Cuối à? Vâng vâng. Anh ơi. Số 2 tầng 2 bên cửa lên ạ. A22. Số 5 tầng 1 dãy giữa. Cuối cùng xe dãy giữa tầng 1 ạ. Ôi ôi ôi, cái này như kiểu. À thôi. Xe vận này. Số 2 tầng 1 sau lái và giường số 1 tầng 1 dãy giữa. Alo ạ? À? Alo? Lội bài gì anh? Ok anh. Số 2 tầng 2 dãy giữa anh nhé. Cầm vé của em với. Số 3 tầng 2 dãy giữa anh ơi. Dãy giữa giường số 3 ạ. Còn 1-2 khách nữa thôi các bạn. 6 giờ 24 là mình gọi lốt một nhắc lại. Bởi vì xe mình thì trước khi đặt vé thì các bạn đã gọi điện trước rồi ấy. Khi các bạn gọi điện ấy, thì người ta sẽ thông báo trước rồi ấy. Thì bây giờ mình chỉ gọi nhắc lại thôi, xem có đi hay không để mình còn biết nữa. Chậm 1-2 phút thì mình còn chờ, chậm 1 phút đến 2 phút còn chờ, chứ còn chậm nhiều quá thì mình không thể chờ được. Alo. Nhưng mình đặt vé đó là biết bầu đi Bảo Hà đúng không anh ơi? Khoảng 10 phút nữa có mặt ở đấy giúp em nhé. Biển số xe 24B00638 xe Hà Sơn Hải Vân anh nhé. Vâng vâng, em bắt đầu từ mình. Dạ. FPD shop. Rồi. Cái chỗ mà cái có cái quán nước ở đấy, anh cứ đứng ở đấy là được nhá. Vâng, ok. Xe mình đến giờ xuất bến rồi các bạn. Bảo Hà anh ơi. Bảo Hà đúng. Anh có 20.000 nẻ không? Cô ơi, cháu xin tiền vé với 260 cô ơi. Cô có 10.000 không?
À đấy, có 60.000 tiền lẻ đấy. Cô đưa 60.000 cho đây cho giả lại cô 300. 40, 60, 60. Về Lào Cai anh? Ừ, tôi cất đồ cho anh về trong này đấy. Anh lên lên luôn đi, lên luôn. Số 5 tầng 2 xong rồi, cho em xin tiền vé luôn, 240.000. Chị về đâu đây? Chị về đây. Có lên xe. Tí nữa thì đi qua mới. Xe phải sớm sớm của em tí. Vừa thấy thò đầu ra bãi như vậy. Chạy trăm cây nhưng giờ. Em mình bây giờ về đến bến xe trung tâm Lào Cai nhé. Còn mình chỉ trả khách ở bến xe trung tâm thôi. Còn xe 16 chỗ là xe trung chuyển trả khách ở trong thành phố nhé. Còn nào có nhu cầu đi chuyển ở trong thành phố thì công ty có xe trung chuyển trả tận nhà nhé. Bên kia chú ơi. Đây. Thì mình đi trung chuyển ra hỏi xem xe nào. Có một cái xe máy không ạ? Xe máy thì mình cũng chả ở bến đâu. Các bạn ấy tự đi về. Bye bye nhé. Bây giờ mình đi ăn cơm các bạn nhé. Đây có phiếu ăn này. Ăn miễn phí. Được bữa ăn bữa trưa, bữa tối ở đầu nào thì được ăn một bữa. Chỉ phải xó tay mà mới biết được không? Mời các bạn nhé.